em cà phê. Cà phê. Ơ, vui nhỉ. Ui giời. Hôm nay gặp Mai Dũng ạ. Cái gì đây? Hôm nay gặp Hot Boy. Hot Boy nào? Đấy, Hot Boy trên mạng ấy, mấy hôm vừa rồi nổi nổi ấy. Nửa cân đấy. Nửa cân. Ê, để anh gọi nó vào hỏi thăm nhá. Vâng. Mình quay đi. Vào đây, vào đây. Vào cà phê đây. Vào đây, vào đây. Hot Boy, bây giờ hôm nay gặp Hot Boy vào đây cho anh hỏi thăm tí nhá. Đây đang nổi tiếng này. Đấy. Nhìn ngoài đẹp trai hết nhỉ. Thế đi đâu về này? Em đi chợ. Đi chợ, đi chợ làm gì? Để chắc vợ bảo đi chợ đúng không? Vợ bảo đi chợ. Vợ em bị căng thẳng. Nói đau đầu á, xem cái gì nghe cái từ căng thẳng. Tôi căng thẳng theo rồi. Đau đầu. Đây cái gì cái này? Bác sĩ kê cho vợ em đấy. Thôi cái này là chuyên môn của bác sĩ thì thôi. Để vào đây. Về uống theo bác sĩ nhá. Dạ. Thế à, hôm nay thằng này còn chưa chào anh. Đấy. Láo. Mọi hôm rất ngoan, chào anh từ đầu. Em chào anh Kiên Dâu. Sao nó biết mình là Kiên Dâu nhỉ? Sao biết mình Kiên Dâu? Sao biết anh là Kiên Dâu? Thì anh có dâu mà. Nắm lôi dâu. Lôi dâu anh. Dâu. Với vợ em bảo anh là anh kiên dâu. Ừ, thôi được rồi. Ê, nhưng mà đồ này chú hot lắm đấy. Hot à? Ừ, hot gì à? Show chung trình luôn. Hot show chung trình, hot trên mạng ấy. Hot trên mạng à? Ừ. Thế không biết à? Cái này không biết rồi, nổi tiếng vợ, không biết giấu. Em chỉ nghe vợ em bảo đi hót rác thôi. Nhà ngoan lắm. Nghe lời vợ viết ấy. Thế còn mấy cái gì thế này nữa? Đi mua hoa quả về cúng rằm. Xem quả gì nào. Đây đây. Nhan ăn được không? Ăn được. Thôi. Còn một cười người ta mua về thắp hương. Thắp hương nhưng nó bảo ăn được. Ừ. Thôi. Thế còn mua bao nhiêu hoa đây? Một bà. Ba bàn thờ cũng chục bông ạ. Chục bông à? Chục bông mà sao trông ít thế này? Đây là 10 bông. Đây là 10 bông. 10 bông à? 10 bông. Anh ơi. Gì? 10 bông à? 10 bông. Bông à. Sao lại bảo chục bông? 10 bông. Chết à. Lừa rồi. Chết em rồi. Không sao? Em mua chục bông thôi. Để đếm lại nhé. Đếm lại cho mà xem. Một bông này, hai bông này, ba bông này, bẩn đấy. Bốn này, năm, sáu, bảy, tám, chín. Thì đây không phải là mười thì là cái gì nữa? Mười bông thật à? Thế bảo chục bông mà bảo chục bông. Đây là mười bông thôi. Kéo bị lừa rồi. Thế... nhưng em mua ở chỗ vợ em hay mua mà bán cho chồng khác, bán cho vợ khác. Vợ nó khôn hơn. Tốt nhất ông ra đổi đi. Ra đổi lại tiền đi. Đổi lại tiền thì mua ở đâu à? Anh Kiến mua hoa gì? Vâng, cái chỗ ông à, có một chỗ rất hay ở quán massage đầu đường ấy. Có mấy em bán hoa. Đúng rồi, mua hoa là vào chỗ massage mua hoa, được chưa? Massage đầu đường nào à? Đấy, ngày cái đoạn gần nhà đấy. Vào đấy mua nhá, vào đấy mua 100 bông cũng có. Em chỉ mua một 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 chục chục
chục bông bông thôi ạ. Chân nghe này vợ nhớ hết. Ơ rồi thế ra đổi đi, ra đổi đi, không là người ta về người ta nghỉ mất rồi. Nó lừa xong rồi nó về. Nó lừa nó về. Thế thế là phải đi đổ ngay gì? Ngay ạ. Ừ. Phải lấy tiền ngay. Thế em đi đổ anh kia nhá. Ừ. Đi nhanh thì đau đầu quá. Nhưng mà anh đợi em ở đây. Em đi đổ xong về anh đưa đi đến chỗ. Anh đưa đi nhá. Rồi. Anh đưa em đi nhá. Rồi. À, thằng này mới đưa đi nhá. Đến chỗ anh mua hoa nhiều hoa. Đi nhanh. Thế em đi đổ hoa nhá. Ừ. Mày nói thêm hồi nữa nó về đấy. Ờ thế là 10 bông ạ. 10 bông chứ không phải 1 chục. Em nó bắt trực tiếp từ đây. Ê nhặt. Đến mạng đúng không? Quên đúng rồi, đến mạng. Thôi, đừng ăn của nó.